Vâng, Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi tiếp tục xong hai siêu phẩm tranh sen hạt bằng chất liệu gỗ hương đá, có đồng kích thước, mẫu mã và loại gỗ. Đấy, kích thước 2m55, rộng 1m25 và dày 13 phân các bạn. Riêng cái phần ván đục này của chúng tôi là ván rộng 90 nhé, liền tấm ván rộng 90, đấy, dày 13 phân. Cái sản phẩm này chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng do nghệ nhân chế tác, và sau đây xin mời quý khách cùng theo chân đồ gỗ Thành Luân thôi để đi vào đường nét chi tiết của siêu phẩm tranh sen hạt bằng gỗ đá trên. Hình ảnh hoa sen và chim hạc kết hợp với nhau trong một tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự hài hòa của thiên nhiên, sự bình yên của vạn vật. Hình ảnh sen hạc còn tượng trưng cho những con người ý chí mạnh mẽ, phẩm chất thanh cao, tượng trưng cho những bậc vĩ nhân, những người vĩ đại, những người có tấm lòng bao dung, độ lượng, hết lòng vì hạnh phúc của người khác. Tượng trưng cho những bậc vua, chúa, những vị quan liêm khiết, cả đời trong sạch vì nhân dân, đất nước. Hoa sen là loài hoa rất đỗi quen thuộc đối với mỗi con người Việt Nam. Loài hoa ấy rất mộc mạc, bình dị nhưng lại toát lên vẻ thanh cao, cao quý. Mùi hương của hoa sen không quá lồng lặc mà rất nhẹ nhàng, quyến rũ. Màu sắc của cánh hoa sen cũng đẹp một cách yêu kiều, khó tả. Bởi vậy, sen ẩn chứa ý nghĩa thanh khiết, bình an. Loài hoa ấy có sức hút đến kỳ lạ và luôn đem lại cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn. Nơi sen sống là một nơi bùn nhơ, đất ướt, nhưng không vì thế mà sen lại có mùi bùn, hôi tanh. Điều đó tượng trưng cho sự vươn lên mạnh mẽ, sức sống kiên cường, ý chí bất khuất vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống của mỗi con người Việt Nam chúng ta. Chim hạc vốn được mệnh danh là loài chim tiên, chỉ sau phượng hoàng. Hình ảnh của hạc ẩn chứa sự may mắn, trường thọ, thiên tuế, đặc biệt là đạo cha con. Hạc được ví là linh vật bất tử của mọi loài chim. Loài chim này mang tinh thần vươn xa và luôn mang lại cho gia chủ ý chí mạnh mẽ cùng với nguồn năng lượng dồi dào. Chim hạc còn có tên gọi khác là đại điểu hay nhất phẩm điểu. Hạc được mệnh danh là chim của vũ trụ khi mà thân hình hạc hình khum tượng trưng cho bầu trời, còn đôi chân cao tựa cho cột chống trời. Như vậy, hạc đại diện cho thế lực siêu nhiên từ trời cao mang đến. Nhiều cuốn cổ thư đã ghi chép về phẩm chất của loài chim này. Điển hình là hạc đi lại có quy tắc, sống như phong thái của quân tử, trong sạch thuần khiết, tiếng kêu thánh thót, sánh ngang nhân tài. Trong phong thủy, hạc tượng trưng cho nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Theo quan điểm của Phật giáo, hoa sen là cảnh giới cao nhất của sự thanh tịnh, giác ngộ, không bị bụi trần vấy bẩn. Xuất phát từ đặc tính sinh trưởng phát triển thực tế cùng giáo lý của đạo Phật, loài hoa này sở hữu những phẩm chất vô cùng cao quý. Hình tượng hoa sen cũng có nghĩa dù trường đời nhiều chuyện thị phi, nhưng con người cần tự mình giác ngộ và giúp đỡ người khác thức tỉnh. Qua đó, dẫn đến chân lý về sự cảm hóa con người từ những thực tại xấu xa. Bức tranh sen hạc trên được cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi chế tác trên nền chất liệu gỗ hương đá. Từ những phần khung quý khách nhìn thấy đây, đường nét chi tiết chúng tôi là đục chạm rất tỉ mỉ và sắc nét. Kích thước bức tranh này có 2m55 x 1m25 và dày 13 phân. Đây là một tác phẩm, một kiệt tác do những người nghệ nhân thổi hồn vào lòng gỗ. Quý khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại chúng tôi ghi ở góc trái phía dưới màn hình, hoặc có thể về trực tiếp để mục sở thị mắt thấy tay sờ ở tại cơ sở của đồ gỗ Thành Luân, xưởng sản xuất Thành Luân chúng tôi làm tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chúng tôi luôn mang đến những kiệt tác để quý khách hàng chiêm ngưỡng. Và về với cơ sở của đồ gỗ Thành Luân thì quý khách có rất nhiều các sự lựa chọn, chúng tôi có rất nhiều các mẫu tranh đỉnh cao đẳng cấp để các bác có thể so sánh. Rất mong các bác cùng ủng hộ cơ sở đồ gỗ Thành Luân. Đừng quên đăng ký kênh, follow kênh của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để liên tục nhận được các thông báo mới nhất về các sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Một lần nữa thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.